Chào các bạn đến với shop Goto. Video hôm nay Goto sẽ dành cho các bạn nam và các anh. Goto giới thiệu với các bạn đến dòng máy khoan chạy pin của Quốc Dôn. Máy của công ty Meister của Đức và được phân phối bởi siêu thị Aldi, là một cái siêu thị phân phối và bán lẻ rất là lớn của Đức. Đây là cái dòng máy khoan chạy pin nên là nó không cần phải cắm vào điện, rất là nhỏ và linh động, dùng rất là phù hợp với các cái nhu cầu của thường ngày của gia đình hoặc là dùng trong công nghiệp nhỏ. Máy thì có thể là dùng để khoan kim loại như là khoan gỗ, kim loại như là sắt, nhôm hoặc là khoan gỗ, hoặc là cũng có thể dùng để bắt ốc. Thì máy có một cái pin ở bên dưới, và lúc dùng thì chỉ việc lắp pin và khi sạc thì tháo ra sạc pin, rất là tiện. Pin này là pin 12V, có dung lượng là 2000 mAh hoặc là 24 Wh. Thì với cái kinh nghiệm của mình thì với cái dung lượng như này có thể dùng liên tục sau khi sạc đầy trong vài ngày với các cái khoan bắt ốc thông thường. Thì để sạc pin rất là dễ, tháo ra như này và cắm vào cái đầu sạc này, nào đầu sạc cắm vào điện 220 đó. Khi mà sạc đầy sau khoảng 1 tiếng thì là pin sẽ sạc từ hết đến đầy, là cắm vào và dùng. Máy rất là gọn nhẹ, khoảng độ 1 cân thôi, và có cái thiết kế tương đối là bắt mắt, màu xanh đen, cầm rất là chắc tay, và có cái khu này nó làm bằng nhựa nhựa bám, nhựa mềm nó bám cầm gọn nó chắc. Bây giờ thì là mình sẽ nói qua các cái công dụng chính của máy. Thì để dùng máy thì các bạn là đây cái đầu mà bắt bắt ví dụ như là bắt cái đầu tô vít hoặc là bắt mũi khoan ở đây, chỉ cần dùng tay thôi, tháo ra và bắt vào, dùng tay rất là chặt. Đây thì máy có nhiều mức công suất từ 1 đến 21. Đây là các cái mức công suất phù hợp khi mà bạn dùng bắt ốc để cho ốc nó khỏi bị trần. Và cái mức cuối là cái mức cao nhất là để khoan kim loại hoặc là khoan gỗ. Đây là mức khoan, còn đây là các cái mức số này là mức để bắt ốc. Ngoài ra nó còn có hai cái mức điều chỉnh tốc độ là mức 1 và mức 2. Mức 1 thì là nó chạy 350 vòng một phút, tối đa là 350 vòng. Mức 2 là tối đa 1350 vòng một phút. Mức 1 đến mức 2 thì tùy mình chọn cái mức để mà bắt cho là bắt nhanh hay là bắt chậm. Còn đây là cái điều khiển cái hướng quay, hướng thuận chiều kim đồng hồ, hướng ngược chiều kim đồng hồ. Để rất là dễ. Ở đây thì có cái đèn chỉ cái mức độ mạnh của pin, báo cái độ mạnh của pin. Chỗ này cũng có cái đèn LED nữa, nó chiếu sáng vào cái khu vực mà mình khoan. Đấy là các cái chức năng chính của máy. Bây giờ thì là mình sẽ khoan thử, khoan và bắt ốc thử để các bạn xem là cái máy nó cái độ khỏe của máy nó như nào. Ở đây là có một cái miếng gỗ bình thường thôi. Mình thử bắt bắt ốc. Đây có một cái ốc tương đối to. Đây có một cái đinh ốc tương đối to. Mình sẽ thử bắt vào. Đấy. Bắt xuyên qua rất là dễ, rất là khỏe. Mình dùng để thử khoan, khoan cái ốc này xem. Đây là cái đầu đầu bắt ốc. Cái đầu bắt ốc này cũng rất là tiện khi mà các bạn là được bắt cái đầu này và thay cái đầu ốc 2 hoặc là ốc 4 vào, là có thể là bắt được các cái loại ốc khác nhau. Là ốc sao, đây, thay cái đầu này rất là tiện.
ra mà để bắt khoan thì em mình dụ, ví dụ là cho cái mũi khoan 5 ở đây, 5 mm ở đây. À, cái đầu này có thể là lắp được tối đa đến mũi khoan 10 mm, một cái mũi khoan rất là to. Đây, cái mũi khoan 5 vặn tay không rất là chắc. Bây giờ mình khoan thử như này. Đó, mũi khoan rất là khỏe. Mũi khoan 5 nhé, thử khoa thay mũi khoan 10. Mũi khoan rất là lớn. Đây, mũi 10. Đây là cái mũi khoan lớn nhất mà máy có thể lắp được, mũi khoan 10. Mũi khoan thì rất là to. Đường kính là 1 phân. Để mình thử khoan nhé. Máy khoan rất khỏe, ngay cả cái mũi khoan to nó khoan cũng rất là mạnh, xuyên qua gỗ. Nên mình thử khoan gỗ, nhưng mà có nhôm hoặc là sắt thì mình nghĩ là bắt cũng rất là ok, bắt gỗ rất là chắc. Đây, máy được bán trong một cái vali xách tay nhỏ như này, cũng rất là tiện để khi mà mang đi cả cái bộ đồ nghề này đi, rất là tiện. Nó có đầy đủ những cái thiết bị để kèm cho máy khoan, tất cả đựng trong một cái bộ nhỏ này thôi. Đây thì là máy được bán như này, gồm có một cái vali nhỏ này đựng máy này, đựng một cái pin, một cái bộ sạc. Ngoài ra thì họ còn bán kèm một cái bộ đầu đinh ốc, đầu bát ốc và mũi khoan, đôi 4, 6, 8 mũi khoan, từ mũi 1 đến mũi 1 mm đến mũi ở đây là mũi 8, và đôi 4, 6, 8, 8 đầu bát ốc, từ đầu bát ốc 2, hai nhỏ, đầu bát ốc 4 và đầu bát ốc hoa thị ở đây, và một cái đầu để giữ cái đầu bát ốc này. Như vậy là shop Buto vừa mới giới thiệu với các bạn máy khoan pin cầm tay 12V của Workzone. Để đặt mua sản phẩm thì các bạn liên hệ với chúng tôi qua Facebook shop Buto, hoặc qua website buto.vn, hoặc qua số điện thoại, Viber, Zalo, email ở bên dưới. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.